Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Con ơi, lớp thì nước kiệt rồi lại nhà tan, chừng thấy Khải Hoàng dân đâu còn nữa. Trời đà mở cửa, thầy nói cho nghe, ai chở ai che, mùa hè rồi biết, đặng lập cái tuồng long hoa đại hội. Từ đây đã xiết, quay quẩn điên cuồng, sống đâu có nổi, bớ bớ quan dân. Màn này ta thấy khốn khổ vô cùng, lớp bị lạnh lùng tứ tung giết bới, còn trong thế giới nó sẽ loạn rồi, nó không yên ngồi, trí thần biến mất, rồi thua con vật, hỏi thử làm sao, lớp sống ba đào, thầy gào thầy nhắc, lớp thì má bắt, quỷ nọ kéo lôi, đừng chức đừng ngôi, bỏ rồi cho rảnh, mình nên thọ lệnh, giáo pháp của thầy, mái tạo vần xoay, kỳ này là hết, con ơi cái chết sắp kề cận, thiên địa âm dương sắp tách rời, thương cho nhân loại khắp mọi nơi, chịu nhiều tai họa ôi khó tránh, thảm khốc điêu tàn lệ tuôn rơi. Thơ gợi năm châu mau phục hàng, dừng tay bớt lại kẻo dở dang, mưu toan tính kế làm sao thắng, giảm bớt mau đi máu khỏi tràn. Cơ này trời đất chẳng tha đâu, gieo tạo ác gian phải chung đầu, chất độc tự nguyên chờ xạ phóng, diệt chủng quỷ thiêu quả địa cầu. Bút ký của trời chẳng có sai, cả kêu nhân loại ở trong ngoài, gấp mau bỏ hết đừng luyến tiếc, kẻ chết người còn chịu trắng tay. Thấy đời thảm não thê lương, đối nhìn rơi lệ đoạn trường biết sao, thiết tha nhắn nhủ khắp nơi, đời đà tận mạc chưa dời đổi sao. Máu đầy biển rừng nào xương chất, lớp hưởng mùi độc chất diệt phàm, quỷ thiêu muôn diệt phải cam, do bàn tay thế tạo làm mới ra, chưa chịu dừng bôn ba đi tới, còn đùa vui khắp khởi tử thần. Đôi lời ta đã phân dân, không tin còn nói dần lân đặc đều, đất đã diệt trời thiêu nhân loại, trên không gian mây khói tưng bừng, dưới thì biển nước cuốn dân, cuốn trôi nhân loại không dừng lại đâu. Lớp quỷ hú thần sầu quay lại, cứu được đâu trời hại nhân loại, trời phê ta phải nổi soi hồng trần, đã mấy kiếp bao lần hạ thế, tái sanh phàm không nể gian hà, mong sao diều dẫn bá gia, biết đường tu niệm thoát ra ngục hình, lãnh cơ đạo tận tình lưu bút, mang tội rồi lỗ chút cơ quyền, tìm phương cứu giúp mọi nơi, thà rằng chịu tội Phật trời cũng cam, cãi trời đất mà làm việc đúng, xác thân ta dân cũng trọn lành, nỡ nào lại bỏ chúng sanh, nổi trôi bể khổ nhìn đành hay sao. Nếu hiểu được ráng mau còn kịp, nếu chần chờ mất kiếp tan hồn, đừng tranh luận giải giới khôn. Bạc tiền có chất như cồn cũng trôi, nếu gian ác là mồi thú nuốt, không tin ta kết cuộc rồi tường, quỷ thần dắt tới ngục dương, chừng đó biết được con đường nào ra. Toàn nhìn thấy giả xoa vây bùa, tra tấn hồn mê của tham tài, mãi long không lọt trần ai, giữ hung ngỗ nghịch tới ngày cũng dông.
Thấy chúng sanh nghiệp nở quá đầy, mái trời quay chuyển nào hay, chắc rằng lãnh lấy nạn này khó lai, nạn ách trời mấy ai tránh khỏi, nghe hay không cũng gọi phúc cùng, gần ngày sấm nổ không trung, phi tan bẩn trượt chập trùng quá lâu, người mang lớp thú trâu tà mị, sấm nổ gian trừng trị lập đời, tạo ra ác nghiệp khắp nơi, kết bè thành lũ hại đời hiền lương, khó tránh khỏi không phương nào thoát, tiếng kêu vang dậy khắp miền, Phật cùng các bậc thần tiên lâm phàm, không nghe đến khổ cũng cam, đừng cầu lại nữa cứ làm thiện nhân, này hỡi bá tánh tin chưa, không còn chờ đợi dây dưa phút nào, ngồi trên đỉnh thượng đài cao, lắc đầu rơi lệ làm sao bây giờ, không gian lẳng lặng như tờ, ta biết tới giờ bảy nhật tối tâm, thiền tu trong giả nghĩ thầm, ta đoán không nhầm thay vũ trụ thôi, ai còn ai mất sống coi, thấy quá hẳn hồi giấu giếm chi ai, ta ở tam giới bị đài, nguồn cùng xuống tận trần ai cứu người, đổi thay trời đất tối thui, điện trời cúp hết ném mùi lôi âm, Quan Âm Bồ Tát mới tầm, nếu là chủng tử điện ngầm phát ra, đó là điện lực người ta, nếu ai bật sáng Phật Bà rước ngay, trận này trời lộc trần ai, tam đồ diệt khổ mấy ai có nhìn, trong ba tiếng sấm nổ ình, khai thiên lập địa thì mình còn đâu. Ta nghe thêm lại bắt sầu, sầu cho thế sự cả bầu lung lai, kỳ này náo nhiệt trần ai, rồng cu cũng lượn rã hai địa cầu, cả kêu khắp hết năm châu, bỏ tay chịu tội quay đầu cho mau, đừng suy tính nữa sang giàu, trời cho lấy lại bữa nào biết không, lời ta kêu hết trần hồng, 1, 2, 3, 4 thì không có còn, gần rạng ánh trời hồng quyết liệt, mãi càng khôn quay xiết rồi ngừng, trước tòa tam giáo rưng rưng, gần ngày xử phạt chấn hưng đảo trời, kẻ hung ác mê đời mau lánh, đến cuồng phong khó tránh bay hồn, mau quỳ lại đấng chí tôn, ăn năn sám hối linh hồn ngài tha, đừng toan tính bảy ba chi nữa, bỏ tư chất xa hoa bóng bậy, vô lưới rồi không thấy hóa mù, ráng chờ ráng ánh mùa thu, mây đen dân phủ rồng cù lượn bay, ngày nay còn hồng ân phúc cuối, nếu chậm chân trễ mũi mất đò, chơi dơi tự liệu lấy lo, kém duyên thiếu phước sống to dập dồi, chắc trôi hết bậy, dù nảnh tranh bẻ gãy ngõ rào, như đờn rã nhịp từ tao, mấy ai tránh khỏi lưới nào trời giăng, đến nhiệm kỳ quả báo phải đền, dầu cho cầu khẩn rỉ rên, thiên la địa võng kề bên phủ trùm, dù xưng bá xưng hùng cũng tận, đem ra tam giáo ức người sự phân. Gần đến lúc mùa thu xét xử, đem máu tươi vung tưới cỏ khô, ôi thôi cũng đáng nắm mồ, trảm trừ cái đứa côn đồ giả mang, phép của ngài gián màn rồi thấy, khiến bỏ thay chết bảy ngoài đường, trừng phạt đạo tật bất lương, mượn danh mượn nghĩa hiền lương làm càn, còn tàn sát xóm làng không ổn, tạo những điều nguy khốn hiểm thù, khinh khi chửi mắng người tu, lừa dân cướp của ngao du bưởi bồng,
nay không lọt mãi lông đừng trốn, phải lãnh điều nguy khổ cả nhà. Đừng khi trời đất bao la, mãi lâm không lọt bão mà đừng khinh. Đừng đợi chờ sấm nổ ình còn đâu, tới giờ trời phạt quan dân. Nay vào lúc kỳ ba chọn lựa, không cho ma quái ru hồn. Lửa rặt con Phật quê thôn phản hồi, ngày cận gấp ôi thôi tiêu diệt. Kẻ ngu si tay điếc mắt mù, mê xa bóng bẫy phù du, sau này lọt xuống hỏng cù tan xương. Mỹ Nha đánh ngửa nghiêng ngôi trời, hết Mỹ rồi lại tới Nha. Từ đây sắp đến đêm ra đấu tài, đờn kêu các nước ngoại lai. Sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu, làm cho rã quả địa cầu. Nói cho cô bác đừng sầu nghe hôn, có sầu đừng có bôn chôn. Ráng tu ráng giữ xác hồn còn nguyên, rồi đây còn giặc tứ phiên đua nhau mà đánh ngửa nghiêng ngôi trời. Đờn kêu ôi hỡi tuyệt vời, cậu khai chi vậy khổ đời cậu ơi. Khai cho dân biết dân coi, đặng mà hoa hội thiệt thòi hay không. Đờn kêu biển hải mênh mông, đờn kêu cậu đợi giống dòng ở đâu. Từ đây khổ sở canh thâu, thương dân mến nước từng câu lặng lời. Thương cô bác khắp nơi thăm diễn, thương dân lành phổ biến từng câu. Sợ dân chết ngột hố sâu, đâu còn hưởng được ngôi lầu Phật ra. Tam Nhật Đàn, cơ tạo hóa thiên đình sắp định, bầu càng khôn xoay chuyển lập đời. Thay bầu trời đất đổi đời, cỏ cây tiêu sạch loài người còn chi. Cơ tận diệt quyền linh sắp định, tạo cơ đồ chấn chỉnh hùng binh. Mỹ Nga chống chọi thinh thinh, đài cao pháp giỏi cương kình trên không. Ôi nhân loại ngục hình trần khổ, chịu pháp màu vô số ngửa nghiêng. Thổi hôi chặt đất bốn miền, diệt bằng cơ khí của đời tạo ra. Kẻ hạ quân lánh xa đạo đức, tin tưởng rằng cơ khí là hơn. Rồi đây tiêu diệt chẳng còn, tạo thành cơ khí diệt người là ai? Kim Hồng Linh đầu thai nước Mỹ, Hồng Đỉnh Quang xử ký nước Nga. Hai tay đồ đệ của ta, thế loài nguyên tử diệt tà thế gian.